Toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong, được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu nét cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Phần 10 tập 90. Bắt, Mạc Phàm sửng sốt. Đúng vậy, thiếu nữ Medusa sẽ bị hoa ăn thịt người của tôi thôi miên yên tâm tôi không giết đâu duvile nói mạc phàm nhìn vào hoa ăn thịt người đang lặn xuống dưới đất trong lòng thầm thán phục hóa ra trong số những người của u châu học phủ thì duvile mới là người thâm tàng bất lộ hoa ăn thịt người này đoán chừng còn nuốt được cả đại thống lĩnh rút thôi theo phấn huỳnh quang trên mặt đất ai đi trước mở đường đây mạc phàm nói để tôi vani nói vani là pháp sư thổ hệ siêu giai ở đây thi triển không được một khi không thi triển được ma pháp thổ hệ siêu giai thì thực lực không mạnh hơn những học sinh này bao nhiêu Upay, lên lưng anh, Mạc Phàm ngồi xổm, Upay trốn sau tảng đá cũng không suy nghĩ nhiều, nhấc cái áo khoác không phải váy nhưng rất an toàn chạy tới phía sau Mạc Phàm, cánh tay tinh tế ôm cổ Mạc Phàm. "Đại ca ca, chúng ta sẽ chết sao? Bên ngoài có rất nhiều xà nhân." Upay tỏ vẻ lo lắng. "Yên tâm, đại ca ca của em lợi hại lắm, không chết được đâu. Hơn nữa còn tìm ra được lũ pháp sư cặn bã lừa bán em tới chỗ này, để cho bọn chúng nhận được trừng phạt nên có." Mạc Phàm cười cợt, xoay đầu về phía Upay ơ bay thấy gò má của Mạc Phàm, giống như là an tâm, vùi đầu vào lưng Mạc Phàm. Mạc Phàm, hay để tớ cõng cho. Triệu Mãn Duyên vừa chạy vừa hỏi. Cút, Mạc Phàm tức giận, lúc này là lúc nào rồi suy nghĩ như vậy, đây là tiểu mỹ nhân mình nhặt được, làm sao mà để cho con lợn rừng Triệu Mãn Duyên đạp được. Thiếu nữ Medusa ở trên tay du Mục Bạch nói có ẩn ý. Tớ biết, tới chỗ an toàn rồi nói, đến thời điểm đó trở mặt hay hợp tác thì còn phải xem tình huống đã. Mạc Phàm nhỏ giọng, "Trở mặt cái gì? Hải đế ở sau Mạc Phàm, nói hơi hồ đồ. Cô nhìn phía sau đi." Mạc Phàm nói với Hải đế. Hải đế nhíu mày, cảm giác cái tên Mạc Phàm này đang gạt mình cái gì đó. Ra ngoài rồi nói, "Lần hành động này của chúng ta khá là thuận lợi." Triệu Mãn Duyên nói một câu như vậy. "Đừng nói những câu như này khi dã ngoại." Mục Bạch rất mê tín, nói, "Tớ cũng cảm thấy vậy." tttt t t t. T t t Vảy màu bạc sáng lấp lánh thành một mảnh dưới ánh trăng, nhìn qua như những dũng sĩ giáp bạc vọt tới từ bốn phương tám hướng. Đi về phía huỳnh quang, đừng có đi sai, nếu không thì không ra được tà dương thần điện đâu, mục bạch cao giọng nhắc nhở lần nữa. Tà dương thần điện như những tòa cung điện rách nát nằm ngổn ngang trên tà dương trường dốc, kỳ thực chúng nó mang theo một ít mê hoặc đặc biệt, đi nhầm thì rất dễ lạc ở thần điện hoang vu này. Hạp, phía trên đại điện tế tự màu đen, có ba ngân đấu sĩ nhảy xuống từ những dây leo mọc từ đỉnh chóp. Sáu cánh tay của chúng nó cầm một loại lưỡi gai dài nhỏ cực kỳ, những lưỡi gai dài khoảng 3 mét, mà ba ngân đấu sĩ có có tổng cộng 18 lưỡi gai. Chúng nó múa xà nhận chi phong, hiện ra những đường mạnh mẽ chém xuống. Bạch, 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 tuyến tính nhận phong chém xuống, mọi người vội vàng nhảy sang hai bên để tránh, vài vết sâu xẹt qua ngón chân vài lần. Chặn, tôi tới chặn, chạy đi, mạc phàm chạy ở giữa, hô to. Chỉ có chạy, mà kẻ địch trắng trợn tấn công không kiêng rẻ, không có mấy người sống được trong mưa bom bão đạn. Cũng không phải là tất cả ngân xà đấu sĩ đều sử dụng huyết nguyệt lưỡi gai, khi bọn họ vừa tới một trong những lối ra của tà dương thần điện, thì có một con ngân xà thống lĩnh sáu cánh tay, hình thể hơn 2 mét, cầm trong tay cốt lãng chùy vô cùng nặng. Rõ ràng là xương sọ của một dã thú to lớn nào đó, ba cánh tay hai bên đều cầm cốt lãng chùy. Ngân xà thống lĩnh nhảy một cái làm họ họ đón nhận cú đập tới chấn động, cốt lãng chùy làm đá chắn trước mặt thành bột phấn. Dịch chuyển tức thời, hải đế thấy trận hình bị con ngân xà thống lĩnh này tan rã, lập tức thi triển ma pháp đại dịch chuyển tức thời. Tất cả đi vào hết đi, hải đế hô to, mọi người thấy hào quang màu bạc, lập tức tụ tập tới chỗ Hải Đế. Sau khi đã đầy đủ thì Hải Đế lập tức chuyển động không gian luân bàn, một đội người biến mất ở thạch điện đổ nát khi hào quang màu bạc tới cực hạn. Ngân Sà thống lĩnh đập một cốt lãng chùy vào không khí, tạo ra một hang lớn trên mặt đất. Nó không ngu như tưởng tượng, nghiêng đầu lại thì thấy đám nhân loại cách mình hơn 100 mét. Hạp hạp, Ngân Sà thống lĩnh gào thét. Thoáng chốc mà có những vẩy bạc lấp lánh trong không trung, lượng lớn Ngân Sà đấu sĩ bay lên, bao vây nhóm mạc phàm ở trong rừng hoang mọc đầy cây cối cao to rừng hoang cũng không quá lớn, gần đó đều có đất di tích của cổ điện, có không ít những ngân xà đấu sĩ leo lên cây, không chỉ là trái phải, trước sau, mà còn ở trên đỉnh đầu, trên cây, trên nóc điện cao, cũng có thể thân ảnh lân bạc lấp lánh. Ba 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 ba, hình tuyến nhận phong trảm bổ tới, trong nháy mắt đã cắt những cây cối cao to xung quanh thành những nhánh gỗ dài, hầu như là không còn chỗ trống mà tránh né. Lúc này sơ pha đã hoàn thành xong ma pháp thủy hệ, đem thủy hoa thiên mạc thành một chiếc ô lớn, bảo hộ đỉnh đầu của mọi người triệu mãn duyên cùng gan ba đồng thời thi triển ma pháp thổ hệ dựng lên nham thạch bích trướng ngăn cản những phong nhận ác liệt đi theo tôi triệu mãn duyên hô lên triệu mãn duyên đi đầu đội ngũ hai tay hướng ra hai bên thi triển hào quang màu không ngừng lấp lánh theo triệu mãn duyên chạy trốn ầm ầm đá cứng dựng lên vững chắc ở hai bên triệu mãn duyên hình thành hai đạo thạch trướng hai bên trái phải chống đỡ kẻ địch lao nhanh theo triệu mãn duyên những thạch trướng cũng không ngừng dựng lên từ mặt đất đuổi theo đuổi theo nhìn thấy triệu mãn duyên mở đường Vanni vội vàng nói với các học viên U Châu học phủ. Tất cả đòn tấn công của ngân xà đấu sĩ đều bị chắn ở bên ngoài thạch trướng, mọi người như trốn vào một đường tự thiên cốc đạo, một hơi lao ra khỏi bên ngoài rừng cây tà dương thần điện. Cẩn thận phía sau, hải đế hô to. Mạc phàm quay đầu, thì thấy ngân xà thống lĩnh đuổi theo triệu mãn duyên đang mở đường ở phía trước, tốc độ của tên này nhanh tới mức đáng sợ, khoảng cách xa như vậy mà trong nháy mắt đã cách hơn 200 mét. Cũng không biết là ma pháp của ai bay tới chỗ ngân xà thống lĩnh, tốc độ của ngân xà thống lĩnh chậm lại có thể kéo dài được một khoảng cách một ít thấy ngân xà thống lĩnh quăng đại cốt chùy lại tôi đến mạc phàm thấy đại cốt chùy bay trên không trung theo đường paraban lập tức thả em gái ơ bay xuống đột nhiên trượt tới phía trước một bước ra hét lên một tiếng mạc phàm vung lên lực cánh tay nắm chặt thành nắm đấm bay thẳng tới đại cốt chùy đánh bay đi nắm đấm ma sát kịch liệt với không khí lưu tinh phi hỏa theo mạc phàm vung nắm đấm càng vượng cuối cùng hóa thành lưu tinh lực hỏa diễm bay đi đón lấy đại cốt chùy đang bay tới Ấm hỏa diễm lưu tinh hình nắm đấm oanh đại cốt chủy thành bột trắng, rơi tứ tán cùng ngọn lửa xuống dưới đất. Xong, đi thôi, Mạc Phàm thu hồi nắm đấm, động tác nhanh nhẹn bế ơ Pay còn đang sững sờ lên, cũng không quay đầu chạy đi cùng các đồng đội phía trước. Ngân giả thống lĩnh tức giận gào thét ở phía sau, cũng không biết làm sao mà mặt đất phía sau hóa thành vũng bùn lưu xa, làm cho tốc độ của nó trở nên chậm đi rất nhiều, trong nháy mắt đã bị nhóm người Mạc Phàm bỏ qua. Đại ca ca, anh thật là lợi hại. Ơ thấy Mạc Phàm hóa giải đòn tấn công của một con siêu cấp đại xà, con mắt mỹ lại hiện ra ánh sáng sùng bái thế này vẫn chưa tính là gì mạc phàm nói nếu như chúng ta có thể sống sót ra bên ngoài đại ca ca có thể dạy em ma pháp không ơ ờ, pay không sợ lại có chút chờ mong em mới nói cái gì mạc phàm tức giận a à, xin lỗi ơ ờ, pay rụt rè nói đương nhiên là chúng ta có thể sống sót ra bên ngoài được rồi trên thế giới này vẫn chưa dáng lâm người giết được anh đâu anh chưa chết em không sao cả mạc phàm nói cứu vớt thiếu nữ xinh đẹp gặp nạn, vẫn luôn luôn là ý định của mình khi muốn học tập ma pháp từ cấp 2. Vậy em có thể học được sao? Ơ lại lộ ra dáng vẻ tung tăng. Đương nhiên là có thể. Vãi, đánh lén lão tử, cút ngay cho tao, Mạc Phàm đang nói được nửa câu, thì có bảy con nhân xà đấu sĩ đang mai phục muốn xông tới chỗ mình. Thân thể chúng nó nằm dạp ở dưới cỏ dại, trước đó không ra tay với mấy người bọn họ, đúng là động thủ với người ở phía sau đội ngũ, cũng thực sự là dại dột, lại đụng đến người không nên làm phiền tới nhất lôi điện kinh thiên phóng xuống, đốm lửa rực rỡ như thiên thần. Bảy con ngân xà đấu sĩ vừa muốn đánh lén thì bị đạo lăng lôi của Mạc Phàm đánh cho văng ra ngoài. Lôi đình chấn động làm cho không gian run rẩy, một đám ngân xà đấu sĩ không có mắt bị sức mạnh vạn cân đánh bay ra ngoài, cả người co giật ở phía xa. Đại ca ca, ở phía sau, có rất nhiều, ơ bay liếc mắt nhìn phía sau, sợ tới mức trốn trên vai Mạc Phàm, thân thể nhỏ nhắn dán chặt vào người của Mạc Phàm. Đừng sợ, xem chúng nó chết như thế nào đây này, Mạc Phàm quay đầu lại, lông mày như kiếm, điện quang màu tím đan dệt trong con ngươi ơn. Kết thúc video, các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh Triệu Gia. Chuyện được dịch bởi đặt Level. Triệu Gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện. Rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn thân ái và hẹn gặp lại trên kênh triệu gia